trận mới vô bản cò Mỹ, cậu chưa kịp động. Chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục con game 7554 nha anh em. Bữa nay nóng quá anh em thông cảm, mình ở trần trên hố mát anh em ạ. Thì lúc này cái nhiệm vụ mình có tên gọi là cơn mưa dù, có nghĩa là lính Mỹ chuẩn bị, lính Pháp chuẩn bị nhảy dù xuống đây anh em ạ. Cho nên là cái lực lượng của bọn mình phải ngăn chặn cái việc đó lại. Trời ơi, nó bắt mình chạy vô tới đây lấy súng vậy. Súng ống lúc nào cũng phải bên mình chứ ta. Các đồng chí, theo tôi ra lệnh nhảy dù. Bắn pháo hiệu. Yes sir. Đây hả? Cái này giống cái súng cối mà. À, bấm nút E phải giữ luôn. Hình như cái cơ chế trong con game này là vậy hay sao anh em ạ? 45 viên hả? 45 viên giết đủ không ta? Mình thấy chứ mình thấy cái số lượng máy bay kiểu đó là thấy thua rồi đó. Trời ơi, công nhận cái đồ họa đẹp thật chứ anh em, đâu có đùa được. Nè, cây cỏ nè, nhìn khá là đẹp luôn á. Mình mong là sẽ có nhiều hơn những cái con game giống như vậy của Việt Nam mà sản xuất, thể loại gì cũng được cả. Ủng hộ hết mình luôn anh em ạ, hai tay hai chân luôn. Ồ, hình như là giáp của mấy thằng này nó khỏe hay sao ta. Mình thấy mình bắn trúng nó rồi mà nó không chết nhờ. Đấy, thấy kìa. Cái này nó nhồi đạn lâu quá. Chạy, chạy. Nhảy dù xuống xong là chạy là sao? Cứ chạy một đường thẳng lên đi là mình tiếp hết á. Đây nè, tiếp hết cho mà xem. Mục tiêu này chạy khó bắn lắm anh em ạ. Trong cái game 7554 này mà bắn cái mục tiêu đang di chuyển khó bắn. Tốt nhất là mình đợi nó đứng im hoặc là nó chạy thẳng tới mình á. À, nhảy dù xong xuống A là sao? A với chúng tôi nè. Dù, dù. Cái này là chiến tranh chứ không phải chơi búp đâu mà nhảy dù. Dù. Địch nó đang lập cái trận địa phía bên kia xong, mình phải qua bên kia. Chết rồi. Trời ơi, mấy thanh niên Pháp bị chết này phải không? Đông quá, đông quá, đông quá. Một em. Hai em. Đúng là di chuyển khó bắn anh em ạ. Trời ơi, bắn trúng rồi mà, kỳ vậy. Bình tĩnh với trời ơi, bình tĩnh với trời ơi. Đẹp. Đẹp. Mất. Mình nhớ mình có đeo kiếm mà. Tại mình chủ yếu là mình canh ngay đầu anh em ạ, cho nên là nó bị tập hơi bị nhiều. Đứng im đi. Cái gì vậy? À, nằm luôn à, thanh niên này khôn thế. Nằm với chúng tôi nè. Tiểu đội 2, luôn dừng xe 3B, liên lạc với xe 634, bố trí cối ra sang bên kia sông. Hỗ trợ đội liên lạc, ok ok. Đi bạn ơi. Đi đồng chí ơi, quên lộn nhầm. Cái thời này đâu có gọi bạn được. Mình phải cover cho đồng chí mình để liên lạc với một cái đội pháo binh. Để dùng súng cối, súng cối, súng cối. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệt lính dù không cho chúng tiếp đất, ok. Đây, 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 có mình đây, có mình đây, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây nè, chắc nó nhảy dù từ đây xuống nè anh em. Bắn chưa, bắn chưa, bắn chưa. Ủa, có đâu, à đây nè. Đợt sao vậy, sao bắn. Hai thằng. Ôi, tụi bè hụt rồi. Khó thế, thôi mình bắn mấy thằng gần trước đi nhờ, dở quá. Này thì chúng tôi nhảy dù của chúng tôi nè. Nhảy. Ở đây mình thấy có một cái khẩu súng nữa nè. Anh em ơi, phòng thủ chắc vô anh em ơi. Xuyên cái che nè. Ê, ê, từ từ từ.
Ôi trời ơi, đồng đội đâu rồi? Oh. Súng thì đạn lâu quá. Ôi ê, đẹp đồ với mình à anh em ơi, phòng thủ chắc vô qua bên đây phụ giới, qua đây phụ giới. Chết rồi, chết gọi tới trận rồi. Đẹp sao bọn này trâu thế, hai viên mới chết kìa. Đừng có nhồi đạn nữa. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? What the hell? Chắc mình phải núp sau lưng con trâu này quá. Này. Ờ nhờ, tội gì mình phải đưa lên trước ta, dở thiệt luôn á. Mình cứ kiếm cho cái chỗ mà núp để mình bắn nhờ. Đâu rồi? Chưa có pháo hả? Súng cối đâu? Cứu em, đội trưởng ơi. Toàn nè, nó nhảy xuống nhiều quá anh em ạ. Có thằng kia nó nhảy lên mấy nhà luôn kìa. Quả trưởng thiệt. Cái đầu. Ê ê ê. Ê ê. 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 À, đâu? Đồng đội ơi, bắn phộ. Cây dừa. Lúc sau cái cây bị một. Ê, từ từ. Nó bắn kinh quá. Nó lấy thịt đè người anh em ơi. Ở bên cạnh bên này không may, chẳng may cover vậy. Một mình bắn sao sể. Ai da. Để hết chi đó đồng đội ơi. Đúng rồi. Hay quá đồng đội ơi. Cái đậu phộng thằng này nó cứ bắn mình hoài ta. Trời ơi, vừa đi phát là nó qua bên đây liền kìa. Mày kỳ qua nè. Ôi 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 ôi. Má nè. Đạn dược thì có hạn, địch thì đông. Mà chiến tranh anh em cực kỳ khổ sở luôn. Ôi, nãy giờ hình như là mình không chịu đi cái này hả? Chạy. Ôi, bị dướng gì vậy? What? Mấy cái thằng lính Pháp nhớ mặt tao đấy. Giữ vị trí bom địch. Giữ vị trí đánh bom địch hả? Đây. Tí xíu là mình chết rồi. Chiến tranh gắt cực anh em ơi. Ồ, đây là cái cỏ đồng tiền này đúng không? Ở dưới quê mình cũng khá là nhiều nè. Làm giống thiệt chứ. Giữ vị trí đánh bom địch. Giữ vị trí đánh bom địch. Chỗ này đúng không? Chúng tấn công rồi. Các đồng chí xuống phong. Hoành tráng quá anh em ơi. Mà quan trọng bây giờ là mình hết đạn rồi. Ủa, 95 viên thì khi nào vậy? Ơ, ngon vậy. Lên đây, lên hết đây. Núp. À, trời ơi, thay đạn kìa, lâu quá. Đừng, chia sẻ bớt sát thương cho đồng đội đi. Định mệnh với thằng địch kia. Má, nó nhè mà nó bắn không mà lũng dậy. Quân mất dạy, quân cướp nước nè. Cướp nước của chúng tôi nè. Mình phải canh ngay đầu thôi anh em ơi. Chứ vô người mà thôi, nhiều khi mình thấy nó không có si nhê gì hết. Trời ơi, đồng đội mình chỉ chân lao lên chi vậy? Từ từ thôi bạn ơi. Thằng này nó dai nè. Thằng này nữa nè. Bay nón luôn, trời. Trời. Máu phun phun kìa. Lên. Đứng im đi vậy mới dễ bắn nè. Đừng có di chuyển. Đâu?
Lúc này mình không có xe tăng hết à? Định mở lấy xe tăng ra mình bừa chắc là vui lắm luôn á. Chết đi con. Này thì cướp nước nè, này thì xâm lược này. Trời mẹ nó bắn kìa. Bộ nó toàn là súng bắn tự động không vậy? Súng bắn liên thanh hay sao á? Dạ. Má ơi, bốn chỗ luôn hả? Một thằng. Ê. Ê. Ui, định mệt tụi này nó bắn đâu vậy? Ui. Đệt, mình không biết nó đâu luôn anh em ạ. À, thấy rồi. Thì ra là bọn mày đây à. Có thấy cái gì đâu, nó mặc cái đồ của lính trong bọn bụi cỏ đó, mình đâu có thấy cái gì đâu. Mà nó bắn rác thiệt luôn á. Không xong rồi anh em ơi. Mình chẳng biết là nó bắn ở đâu luôn á. Ây da. Sao nó toàn là nó đấm. Nó đấm mồm vô bên đầu mình vậy. Ê. Trời, nãy giờ mình cứ tưởng nó đồng đội mình. Cái định mệt nha bạn. Nè, sao đạn ở đâu nó cứ bay vô đầu mình thế. Nhồi đạn. Ây. Má, cái súng lục yếu vãi chưởng ra luôn á. Đây. Định mệnh chúng mày. Không bắn cái làm tới nè. Ủa gì vậy? Phê. Ê. Đẹp cái bọn này. Cái thằng này nãy giờ nó bắn mình. Mà hết đạn quá ta. Hết đạn rồi. Tay phải nhanh hơn não nè. Trời ơi, bắn chút không chết kìa. Giáp à. Đâu nữa mục tiêu nào nữa. Diệt địch trong bảng. Này đồng đội mà. What? Gì đây? Ồ. Oh. Đấy, bọn nó bắn, nó bắt dân làng rồi kìa. Ô, cái định mệnh nó đá luôn kìa. Ôi, mấy thằng này cục súc thế. Mày. Giết. Xuyên nè. Mình có cảm giác nhiều khi mình bắn trúng giáp của mấy thằng này hay sao á anh em ơi. Tiến cái gì? Nó đông như quỷ đi nè. Nè bưởi. Đâu. Cái đầu. Úi giời ơi. Hả? Giật tới đấy, cố thủ. Cây súng lục đù lắm. Đổi súng. Ủa, mình hai cây súng ấy luôn hả? Cố thủ ở đâu? Hả, bây giờ mình phải cố thủ ngược lại kìa. Vô hết đây. Chả thấy cái gì hết em ạ. Cái kiểu như bên lính của bộ nó mặc đồ ngụy trang hay sao á.
nhìn nó cứ tiệp cái màu với môi trường, không thấy gì hết. Ôi, cái súng này nó hết đạn nhanh quá. Bắn nè. Bắn nè. Bắn nè. Ơ. Đùa. Đùa. Cứ lao lên hết đây. Lao hết đây. Nhồi đạn, nhồi đạn, nhồi đạn, nhồi đạn nhanh lên bạn ơi. Trời ơi, rõ ràng mình bắn trúng nữa mà. Đồng đội ơi, bắn đồng đội ơi, đông lắm. Đệt cái bộ này. Lao lên à. Bên kia đông quá, bên mình toàn phải cố thủ thôi, không được tấn công, buồn quá. Các đơn vị đã rút hết. Trên có lệnh truyền thoại. Đây, lệnh mệnh chơi chơi rút. Lùi 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 em ơi. Địch đông quá. Đang đập đạn đây. Sau một ngày tập gì. Ồ. Tuy nhiên quân số địch ngày càng tăng áp đảo, đạn dược cũng cạn hết, chúng tôi được lệnh rút lui để bảo toàn lực lượng. Hồi xưa mình chịu thiệt thòi nhiều lắm anh em ạ. Tôi may mắn gặp được hai anh Vinh Hà, những người bạn chiến đấu từ thời toàn quốc kháng chiến mà tôi thường được anh Bình kể. Anh Bình đã bị thương nặng trong trận Giang Mổ, phải chuyển về hậu cứ và từ đó đến giờ chẳng ai nhận được tin gì của anh. Được Nava xem như là một cái nhỏ. Ok, thì cái clip của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Nếu anh em thấy hay thì nhớ ủng hộ mình nghe. Bye bye anh em.